Và kính thưa quý vị, Hội đồng Quốc phòng Pháp họp khẩn cấp để thảo luận tình hình Georgia. Theo tin từ Paris, Tổng thống François Hollande đã triệu tập Hội đồng Quốc phòng họp khẩn trong lúc chuẩn bị tỏ phản ứng đối với việc dùng vũ khí hóa học ở Georgia. Các bộ trưởng gồm Quốc phòng, Ngoại giao, Nội vụ đã họp kín với Tổng thống Hollande trong ngày hôm qua. Trong cuộc họp của các đại sứ Pháp tại Paris, Tổng thống Hollande nói rằng Pháp đang sẵn sàng trừng trị những kẻ đã dùng vũ khí hóa học. Chính phủ Pháp cho biết Quốc hội sẽ họp một cuộc họp ngoại lệ vào chiều hôm nay. Anh Quốc cũng đã kêu gọi dân biểu rút ngắn ngày nghỉ hè để trở về London để họp khẩn.